Gặp Chelsea, Jurgen Klopp bất ngờ bổ trí từ vị 18 tuổi Stephen Bajcetic đá chính. Trên hàng công, Colin Gakpo đảm nhận vai trò tiền đạo cắm. Bên kia chiến tuyến, Graham Potter chọn hậu vệ trẻ Lewis Hall bắt cặp với Jorginho ở trung tâm tuyến giữa. Sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea đưa bóng vào lưới Liverpool ngày phút thứ 3 vì cú dứt điểm của Kai Havertz. Đáng tiếc cho The Blues là bàn thắng này không được công nhận về lỗi việt vị. Những phút sau đó, hai đội bóng chơi ăn miếng trả miếng và hàng loạt những pha dứt điểm nguy hiểm đến từ Gakpo và Salah. Thế nhưng, các chân sút của Liverpool không thể thắng được thủ môn Kepa. Chung cuộc, Chelsea và Liverpool hài lòng với kết quả hòa không đều. Liverpool chia điểm với Chelsea ở trận đấu thứ 1000 trước cương vị của Jurgen Klopp. Đây là trận hòa thứ 5 liên tiếp giữa Liverpool và Chelsea. Huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson gửi thông điệp tới Jurgen Klopp sau khi huấn luyện viên người Đức cán mốc 1000 trận trong sự nghiệp. Tôi rất vui mừng vì được chào đón Jurgen Klopp đến với cột mốc 1000 trận trong nghiệp cầm quân. Cậu ấy chắc chắn là một trong những huấn luyện viên tài năng nhất thế giới bóng đá. Những danh hiệu mà cậu ấy có được đã nói lên điều đó. Sự cống hiến và niềm đam mê mà Jurgen Klopp mang đến đem truyền cảm hứng cho bất kỳ ai mong muốn theo nghiệp huấn luyện. Klopp chuyển đến Liverpool vào năm 2015 và hiện được coi là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng. Graham Potter đã ca ngợi Mikhailo Mudryk sau khi bao hợp đồng trị giá 110 triệu euro có màn ra mắt trước Liverpool tại Anfield. Cậu ấy đã không chơi bóng một thời gian, nhưng rõ ràng là cảm giác bóng của cậu ấy quá tốt. Các bạn có thể thấy những phẩm chất của Mudryk dù cậu ấy chỉ đá hơn 30 phút trước Liverpool. Tôi nghĩ rằng cậu ấy có tác động lên trận đấu khá tốt. Cầu thủ người Ukraine vào sân ở phút 55. Trong khoảng hơn 30 phút cơ mặt trên sân, Mudryk chạm bóng 28 lần, chuyền bóng chính xác 13 lần. Anh có 2 lần qua người thành công. Tự mình Kutchell sẽ có một cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng. Arsenal muốn mượn Camavinga vào tháng 1, nhưng Real Madrid đã từ chối thẳng thừng. Mới đây nhất, Carlo Ancelotti đã xác nhận. Chúng tôi sẽ không để Camavinga ra đi, cậu ấy là bất khả xâm phạm, giống như Modric hay Cruz. Chúng tôi sẽ từ chối tất cả những lời đề nghị. Camavinga được Real Madrid ký hợp đồng với giá 26 triệu bảng, nhưng đã gặp khó trong việc ra sân thường xuyên ở mùa này. Anh hiện đang ngồi dự bị cho Cruz, Modric và Valverde. Như vậy là Arsenal sẽ phải chuyển hướng sang phương án khác trước sự cứng rắn của Real Madrid. Sau khi mua hụt Modric, đội chủ sân Emirates nhanh chóng chốt hạ thương vụ Leandro Trossard từ Brighton. Theo tờ Bill, Man United đang lên kế hoạch chuyển mộ Jamal Musiala. Sự xuất sắc của tài năng 19 tuổi đã thuyết phục được Erik ten Hag. Huấn luyện viên người Hà Lan tự tin có thể giúp Musiala vươn tầm siêu sao bóng đá trong tương lai. Trước sự chèo kéo của nhiều ông lớn, Bayern Munich đã có những động thái nhằm giữ chân ngôi sao của mình. Dù có hợp đồng tới 4 năm, nhưng Bayern Munich đang thuyết phục Musiala ký thêm hợp đồng, nhưng tài năng trẻ này vẫn chưa chấp nhận. Ở tuổi 19, Jamal Musiala là một mắt xích rất quan trọng nơi tuyến giữa của Bayern Munich. Anh đã góp dấu giày vào 16 bàn thắng trong 14 lần ra sân mùa này. Mới đây, câu lạc bộ South Island đã đăng tải video bài phỏng vấn đầu tiên của Văn Toàn sau khi anh gia nhập câu lạc bộ Hàn Quốc. Chia sẻ về quyết định trên, chân sút người Hải Dương cho hay: "Đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài thi đấu. Thực ra ở Việt Nam thì tôi cũng chỉ gắn bó với một đội trong suốt 15 năm thôi. Tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên nên tôi hơi lo lắng một chút. Điểm mạnh của tôi là tốc độ nhanh, rê bóng và xâm nhập vào khoảng trống. Nhưng người thường gọi tôi là ma tốc độ." Văn Toàn sẽ chơi cho South Island theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Với điểm mạnh là tốc độ, Văn Toàn được kỳ vọng sẽ sớm thích nghi và tỏa sáng trong màu áo mới.